Ok, chào các bạn Cảm thân mến, hôm nay cô Trang Anh sẽ hỗ trợ các bạn chữa đề số 2 trong sách trọng tâm Đúng không ạ? Có lẽ rằng là lâu lắm rồi cô Trang Anh mới lại có một cái buổi mà có thể hỗ trợ các bạn với cái chương trình buổi tối như này ừ, Chợ Trong suốt khoảng thời gian vừa qua thì cô Trang Anh có lịch dạy của các nhóm kín Và lâu lắm rồi mới có cái tâm trạng thảnh thơi Nhớ ạ gặp các bạn tại đây và giải một cái đề phát triển từ đề minh họa 2022 nhé. Yeah. Ok, rồi cô chào các bạn. Cự thân mến không biết là các bạn đã xem qua cái đề này chưa? À, thực ra thì cô cho anh nhỡ không đăng đề trước cho các bạn bởi vì là cô muốn các bạn làm giống như kiểu là các bạn đi thi thật. Tức là chúng ta cũng sẽ coi như là gặp đề lần đầu đúng không ạ? Chưa từng động tới đề bao giờ kiểu như vậy Để mà chúng ta có thể bật ra được đúng không ạ? Ví dụ như là nếu mà đề vào như thế đúng không ạ? Thì mình sẽ xử lý như thế nào? Ok Rồi các bạn thân mến, các bạn đã sẵn sàng cho buổi hôm nay của chúng ta chưa ạ? Nếu các bạn sẵn sàng rồi chúng ta sẽ bắt đầu vào học luôn nhé Đó không ạ? Sẵn sàng chưa ạ? Trước khi vào bài các bạn kiểm tra giúp cô xem là Ánh sáng âm thanh có ổn không để bắt đầu vào học này Chợ, bạn nhớ chưa cô như sau này cái cuốn sách này cô cho anh vừa hỗ trợ cả livestream chữa và cô vừa hỗ trợ cả cái phần quay video và vừa hỗ trợ cả cái phần lời giải chi tiết nữa đó ạ sao chưa sao chưa này khẩn trương khẩn trương này chợ bình thường với học sinh nhóm kín thì cái phần đề này cô cho anh có thể hỗ trợ được khoảng mức độ là khoảng chỗ hỗ trợ được khoảng 30 38 câu nhá không biết là với các bạn học sinh ngoài nhóm thì chúng ta có thể uh, chữ được nhiều như vậy trong một thời gian là một tiếng hay không? Xem chưa xong chưa? Rồi, trước khi vào bài thì cô cho anh có một cái thông báo như sau nhớ. Với các bé của nhóm tổng ôn 8 nhớ, Nghe thông báo của cô này Với các bé của tổng ôn 8 nhớ, Theo lịch học của chúng ta là 5 giờ sáng mai mình có lịch học Tuy nhiên, Chợ tổng 8 là các bạn tuần này với học buổi đối với mới học là tuần đầu tiên đúng không ạ? Thì cô thấy rằng là có rất là nhiều bạn ý kiến rằng là em chưa từng dậy 5 giờ sáng bao giờ Dậy 5 giờ sáng sớm quá Đấy chợ. Thì riêng cái nhóm tổng 8 thì tuần này cô anh đổi thành hai lịch như sau Chứ sẽ có một cái lịch 5 giờ sáng, 5 giờ sáng thứ hai chúng ta đã học rồi đúng không ạ? Và cái lịch 5 giờ sáng thứ tư cô đổi thành là 20 giờ 30 tối mai tối thứ tư nhé đó các bạn Vậy có nghĩa là Chợ ngày mai cô Trang Anh sẽ có các lịch sau này Chợ ngày mai chúng ta có Ngày mai cô Trang Anh sẽ có lịch là 5 giờ sáng ngày mai nhá Thứ tư này Thứ tư ngày mai cô có lịch sau đó là 5 giờ sáng cô sẽ hỗ trợ khóa giải đề Nhớ, 5 giờ sáng mai cô sẽ live stream trong nhóm kín Đó là khóa giải đề Đúng không ạ? Rồi 12 giờ trưa mai Cô sẽ live stream ở page Với cái chương trình là từ vựng nâng cao Nhớ các bạn nhớ cho cô cái lịch Uh, cái lịch uh, 12 giờ trưa mai sẽ là phần về từ vựng lương cao nhé chợ và cái phần từ vựng lương cao thì cô sẽ chữa từ câu số nếu mà cô không nhớ nhầm mình là cô chữa từ câu số 46 trở đi hay sao ấy được ạ và 20 giờ 30 tối mai với chương trình của tổng ngôn 8 tức là ngày mai nếu mà tại đây thì cô trang anh sẽ gặp các bạn vào cái khung giờ là 12 giờ trưa nhớ và cái lịch học này thì mỗi một tuần cô trang anh đăng một lần và cô trang anh có đăng vào chủ nhật hàng tuần nhớ, nếu như bạn nào mà chưa rõ lịch livestream thì các bạn có thể xem cái bài đăng chủ nhật hàng tuần đó rồi bây giờ cô bắt đầu chữa bài này. Các bạn thân mến, các bạn đã sẵn sàng cho buổi khu hôm nay của chúng ta chưa? Nếu các bạn sẵn sàng rồi, chúng ta sẽ bắt đầu vào học luôn nhé. Sẵn sàng chưa? Hôm nay cô sẽ hỗ trợ các bạn chữa một cái đề mà chuẩn form, chuẩn mức độ như đề thi chính thức nhớ yeah. của bộ nhớ yeah. chuẩn nhớ yeah. đề này cô sẽ là đề chuẩn từng cái khung kiến thức như cái đề minh họa hai câu hai hai nhớ yeah. xong chưa xong chưa được chưa được chợ Bạn thân mến với cái chương trình của cô thì các bé chưa đề chín không không tham gia chương trình này được vì cái phần này cô là phần dành cho các anh chị mà ít nhất là phải có kiến thức rồi. Ủa. Xong chưa xong chưa? Cô bắt đầu chữa nhé. Các thân mến, các bạn đã sẵn sàng cho buổi hôm nay của chúng ta chưa? ạ à, tất cả những cái phần bài đọc trong cái cuốn này, cô Trang Anh đã quay đủ, nhờ cô khẳng định là cô đã quay đủ toàn bộ cái phần video chữa đọc hiểu của cuốn này rồi. Nhờ, cô và cô cô là người mà đã từng chia sẻ đúng không ạ cô nhớ là cô đã chia sẻ cái cái một cái danh sách một cái danh sách nhờ, những cái video mà cô đã hỗ trợ Của này rồi nhá xong chưa xong chưa chúng ta bắt đầu này bắt đầu bắt đầu bắt đầu cô sẽ hỗ trợ em thời gian là đến nhờ, bây giờ là tám giờ ba phút đúng không ạ cô sẽ hỗ trợ em đến chín giờ ba phút đúng một tiếng nhé với cái câu số 1 nghe này ở cái chương trình hôm nay của cô ạ thì cô sẽ không nhấn nhiều phần kiến thức nữa thực ra thì ở giai đoạn này thì kiến thức nó không phải là cái nội dung trọng tâm đâu ạ bởi vì sao vì ở cái giai đoạn này thì chắc chắn là các bạn đều là kiến thức đầy mình rồi thì ở giai đoạn này đa phần là chúng ta sẽ luyện giải đề để quen với form đề chợ và có một cái điều mà đặc biệt có một cái điều mà mà thực sự rất là rất là rất là hữu ích mà không biết là các bạn có nhận ra điều đó không đó là luyện giải đề để chúng ta học cái cách phân bố thời gian sao cho hợp lý nhá nên là ở giai đoạn này bạn em nhớ cho cô là với mỗi một đề em sẽ làm theo cái kiểu là bấm giờ làm nhá chứ không phải là thích làm bao giờ xong thì xong nhờ. cái việc mà phân bố thời gian trong cái quá trình làm đề rất là quan trọng này chợ với cái câu số 1 nhớ cô có như sau câu 1 và câu số 2 là kiến thức về phát âm chợ ở trong cái phần phát âm này sẽ có là một câu theo cách phát âm của đuôi S hoặc đuôi ED Và câu số 2 sẽ là phát âm của nguyên âm Đó ạ Thì với cái câu số 1 sẽ là câu theo cách phát âm của đuôi S Chợ, nếu mà theo cách phát âm của đuôi S Thì câu số 1 cô khoanh được ý B Nghe này Riêng cái phần đề thì cô cho anh không đưa đáp án vào sách Nên là chúng ta sẽ phải học qua live, qua live stream nhá Rồi với cái câu số 2 Sẽ là cái câu về phát âm của nguyên âm những bạn ở team giải đề 8 cộng và team giải đề 9 cộng của cô cho anh chắc là nhìn đề thì cảm thấy ngán lắm rồi đúng không ạ? Ngày nào cũng gặp cô, sáng nào mở mắt ra đã gặp cô rồi trong cái chương trình live stream buổi sáng nhá. Yeah. Với cái câu số 2 cô có như sau. Chợ ý yeah, với từ public. Chợ với từ public thì cô sẽ có pop là á đúng không ạ? Rồi được một anh này. Thế còn ý B thì sao? Ý B với từ với từ number là á Vậy cô có hai ngá rồi Thế còn ý C thì sao? Ý C với cái từ sau với từ study cũng là á vậy bằng phương pháp loại trừ câu số 2 cô chọn được ý d ok cô chào bạn chu thảo đến từ lào cai hôm nay cô thấy em rồi nhớ xong câu số 2 chuyển cho cô sang câu số 3 nhớ có lẽ rằng là phải đến 3 tuần rồi đúng không cô mới gặp các bạn chương trình buổi tối này nhớ chợ với cái câu số 3 và câu số 4 sẽ là phần kiến thức về trọng âm em nhớ cho cô là bốn cái câu này trong đề đề thi nó cực kỳ cực kỳ dễ nên em không được phép mất điểm với dạng bài này Với cái câu số 3 Ý A có đuôi xe Chợ xe làm cho âm dịch chuyển ba âm tính từ đuôi lên nhớ Em nhớ cho cô là Thường với cái từ mà có từ ba âm tiết trở lên Chúng ta sẽ áp dụng theo cái quy tắc của âm đuôi Đó không ạ Sao cho xong chưa Vì cái chương trình này Là chương trình mà cô hỗ trợ cho các bạn học sinh Là cho tất cả các bạn Đúng không ạ Cho tất cả mọi trình độ khác nhau nên là với cái phần chương trình này thì cô Trang Anh xin phép giảng chậm hơn so với tốc độ cô dạy trong nhóm Và sẽ giảng kỹ hơn so với tốc độ cô dạy trong nhóm Bởi vì trong nhóm này cô biết thực lực của các bạn rồi nhưng ở đây thì có rất là nhiều bạn thuộc mọi trình độ khác nhau Nên là cô sẽ giảng chậm một xíu nhé Đó ạ với cái câu số 3 cô có ý a à với đuôi xe Nhờ dạ, xe làm trọng âm dịch chuyển ba thì đuôi đây này những từ có đuôi xe sẽ làm cho âm dịch chuyển bao nhiêu tính từ đuôi lên cô có từ sau cô có từ experience Nhờ về dịch bao nó sẽ giờ peer âm tiết thứ hai của từ thế còn b thì sao chợ với cái phần về cho âm này thì cô cho anh đã dành hai cái buổi trưa để dạy phần trọng âm rồi đúng không ạ nhớ với cái câu ba ý b với đuôi ồ không ảnh hưởng cho âm từ không ảnh hưởng em b lại cho cơ nếu b lại nó sẽ tỏi ra cái đuôi là Sơn Dạ, những từ có duration cho âm rơi vào trước âm đó vậy thì với cái từ sau với cái từ đó là từ traditional thì nó sẽ rơi vào đi âm tiết thứ hai của từ đó không ạ rồi thế còn ý c sao Ý c cũng có duration những từ có duration cho âm rơi vào trước âm đó bây giờ em sẽ chi âm cho cô người lên này nhớ dạ. trở dạ, với cái từ information dạ, in là một âm này information vậy thì cô sẽ có rơi trước âm đó information âm tiết thứ ba của từ Chờ, ý A với ý B cho âm rơi tiết thứ hai, ý C cho âm rơi tiết thứ ba. Vậy thì với câu 3 cô khoanh được ý C. Câu số 3 ý D với đuôi ship không ảnh hưởng. Đuôi sừng cho âm rơi trước âm đó âm tiết thứ hai yeah. nhá. Rồi với cái câu số 4. Câu 4 ý A với đuôi IC. Đuôi IC làm cho âm rơi vào trước âm đó, vậy cô có từ sau. Với từ public cho âm sẽ rơi vào âm tiết đầu. Nhớ yeah. thế còn ý B hay sao? Ý B mình nó không có cái âm đuôi nào cả Đúng không ạ? Mình sẽ phải đọc cái từ đó lên Và thường là cho âm đối với từ hai tiết Em sẽ phải đọc lên, nghe câu nói này Ờ, cô để ý là 4 năm năm nay nhá, Bộ ra đề cái phần trọng âm này Thì bộ ra đề theo kiểu là bốn phương án cùng từ loại Tức là hoặc là danh từ Danh từ hết, hoặc là động từ động từ hết đó, Hoặc là tính từ tính từ hết là Em nhớ cái coi sao này Có rất là nhiều bạn được học cái quy tắc là danh từ và tính từ hai âm tiết trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất động từ hai âm tiết trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai nếu em áp cái 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 quy tắc về trọng âm đó vào cái đề của bộ chắc chắn em sẽ làm sai đó. bởi vì sao bởi vì là bộ sẽ cho bốn phương án cùng từ loại hết thì chúng ta sẽ phải áp dụng bằng phiên âm chứ không áp dụng bằng kiểu đấy được nhé yeah. với cái câu số 4 ý b đọc là gì ạ với từ appear thì cô sẽ có này và appear Pia là âm ear, ear là ghép của i với ơ vào với nhau. I với ơ vào nhau nó thành nguyên âm đôi đúng không ạ? Mình có quy tắc là trọng âm ưu tiên rơi vào nguyên âm đôi và trọng âm không rơi vào âm ơ. Vậy nó sẽ rơi âm tiên thứ hai. Nếu mà bạn nào mà nghe mấy cái quy tắc cô bảo này vẫn thấy nó rất là mơ hồ ấy ạ thì đề nghị bạn học lại cho cô cái phần chuyên đề về trọng âm này. Là hoặc là xem lại hai cái video mà cô chữa trọng âm trong hai cái buổi sáng à, trong hai cái buổi trưa thứ hai của hai tuần vừa rồi nhá. Với cái câu số 4 cô còn ý C và ý D Thì cô sẽ thấy ý D cô dễ xác định hơn này Chờ từ đọc là comply Nhờ cô sẽ có come là ơ ply là i I là ghép của A với Y vào với nhau Người ta gọi là nguyên âm đôi Chọn âm ưu tiên rơi vào nguyên âm đôi Và chọn âm cũng không rơi vào âm ơ Vậy thì với này cô chọn âm sẽ rơi vào tiết thứ hai. Do đó bằng phương lại trừ cô chọn được câu 4 là ý A Ok chưa Xong câu số 4 chuyển cô sang câu số 5 với cái câu số 5 sẽ là câu kiểm tra em kiến thức về phần hỏi đuôi nhá. Riêng cái phần đề trong cuốn này cô cho anh sẽ livestream 100%. Thế còn cái phần đọc trong cuốn này cô cho anh quay video đủ rồi. Nhớ em nhớ với sau này. Cái phần này là cái phần mà cô cho các bạn vào luyện và đánh giá, đánh giá khả năng của bạn nên cô cho anh không cho đáp án vào đây. Nhá, các bạn sẽ xem video livestream nhá. Với cái câu số 5 sẽ là câu về hỏi đuôi. Với câu hỏi đuôi em sẽ quan tâm cho cô đến hai cái thành phần đó là chủ ngữ và động từ. Chủ ngữ ở đây là gì đấy ạ? Chủ ngữ là there Vậy thì cô sẽ suy ra được là ngôi của nó ứng cũng sẽ vẫn là there Nên cô sẽ bỏ được ý C, bỏ được ý D Chứ là căn cứ bằng cái động từ của nó là gì đấy ạ? À? Căn cứ động từ là are Vậy thì cô sẽ suy ra được là ở bên này là khẳng định Thì bên kia sẽ phải là phủ định Vậy thì cô sẽ chọn được Chứ là đáp án của đầu cô sẽ phải là aren't there Vậy cô sẽ chọn được câu đấy là ý B Nhớ Chứ là cô phân tích tiếp này Người ta dùng cái anh là many cộng với danh từ số nhiều đó ạ. Người ta dùng cái anh là much cộng với danh từ không đếm được. Đó nhớ. Và cả cái anh là much hoặc là many, người ta sẽ dùng chung nó bằng cái anh sau. Dạ, dùng chung nó bằng cái anh là a lot. Of. Ok? Hoặc là dùng chung nó bằng cái anh là lots. Nhớ đây chữ S của cô nhé. Đó ạ. Tiện thể cô phân tích ra cho các bạn học được nhiều một xíu. Nhớ cô có tính từ sau. trợ với cái từ value. Thì cô sẽ có từ valuable nghĩa là gì? Có giá trị. Đó, nghĩa là hữu ích nghĩa là có giá trị đó đúng không ạ rồi tiếp này cô có cái danh từ sau với danh từ insight nhớ, nhớ cho cô giỏi cái anh này đã từng có trong đề thi của năm trước nhớ với cái từ sau với từ insight nó sẽ đi với giới từ là in này nó có thể đi với giới từ là into ok hoặc nó có thể đi với giới từ là on nghĩa là gì nghĩa là có cái nhìn thấu đáo có cái hiểu biết sâu sắc vì cái gì về cái gì Vậy dịch là có rất là nhiều những cái nhìn sâu sắc có giá trị đúng không ạ? Trong cái cuốn sách của cô ấy có phải không? Vậy để với cái câu số 5 này cô chọn được ý bé nhá Với các bạn học sinh mà cô livestream ở Với cái chương trình mà cô livestream ở ngoài nhóm này Thì cô sẽ giảng kỹ hơn chương trình trong nhóm Không phải là vì cô có cái bất cứ cái sự thiên vị nào ở đây cả Nói chung là khi mà cô đã dạy thì Ở đâu thì cô vẫn đều dạy say sư và tâm huyết như thế cả nhưng mà các bạn học sinh nhóm kín của cô Trang sẽ cảm giác rằng là ở ngoài nhóm cô Trang dạy kỹ hơn Lý do vì sao? Bởi vì là ở trong nhóm các bạn đã có lời giải chi tiết rồi Đúng không ạ? Với nữa là ở trong nhóm ngoài lời giải chi tiết ra Ngoài cái phần livestream chữa của cô ra Ngoài cái phần video bổ trợ ra Ngoài cái phần video chữa bài ra Thì bạn còn có cái sự, bạn còn nhận được cái sự support trực tiếp Từ cô và các anh chị trợ lý nữa đấy là lý do mà trong nhóm cô cho anh dạy nhanh hơn đúng không ạ? Và dạy 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 không kỹ bằng ngoài nhóm là vì thế. Nhớ. Rồi với cái câu số 6 em nhìn thoáng qua bốn đáp án. cho em sẽ thấy rằng là câu này sẽ là câu kiểm tra em kiến thức về phần từ loại. Chợ với câu kiểm tra em kiến thức về phần từ loại em nhớ này. Trong đề thi của bộ các bác bộ sẽ cho bốn đáp án là bốn từ loại khác nhau, tức là đủ danh tính động trạng nên là cái câu này có thể được coi là cái dạng chống liệt Tức là sao Em chỉ cần xem cho cô xem ở vị trí em cần từ loại là gì Chưa căn cứ bằng động từ là can't Nhờ là động từ khuyết thiếu Nhờ đã gọi là động từ khuyết thiếu Tức là nó chưa đầy đủ Để có thể đứng một độc lập một mình được Đúng không ạ? Nên là bao giờ sau động từ khuyết thiếu Cũng phải cần có động từ chính Và động từ này sẽ phải chia nguyên dạng Tức là sau một cái hồi lòng vòng như vậy Ý của cô là ở đây cần động từ. Nếu cần động từ thì cô sẽ tự động bỏ ngay được ý c, nhá Cô chưa cần biết từ đấy nghĩa là gì cả, nhưng cô sẽ bỏ được ý c. Tại sao cô lại bỏ ý c? Bởi vì cô thấy là đuôi ly là đuôi của trạng từ, nhớ không ạ? Mà trạng từ lại được cấu tạo bởi cái gì đấy ạ? Đó là tính từ nhớ, mà cộng với ly thì tạo thành trạng từ. Vậy thì với cái từ này cô ý c mà bỏ, bỏ ly nó sẽ, sẽ ra ý b. Vậy ý b sẽ là tính từ. Ok chưa? Ở đây cô không cần tính từ, không cần trạng từ. Cô bỏ B, bỏ C. Nhờ vậy cô sẽ chỉ còn A hoặc D thôi. Ý D với đuôi ITI là đuôi của danh từ. Ở đây cô cũng không cần danh từ. Do đó bằng phương lại trừ thì cô sẽ chọn được câu số 6 là ý A. Bây giờ, đấy là cô dạy em cái mẹo làm nhá. Rồi bây giờ bắt đầu cô mới lại đi vào phân tích cái câu này cho em. Nhờ cô sẽ có như sau. Trợ với cái động từ là need. Chúng ta có như sau này, em lưu ý này Cái anh này của cô, anh ấy khá là đặc biệt Nhớ, anh ấy vừa là động từ thường anh ấy vừa động từ khuyết thiếu Nghe cô nói này Anh ấy rất là đặc biệt Đúng không? Anh này gọi là anh BD đấy Đúng không? Cái anh này nó Anh ấy gọi là Anh ấy gọi là hai giới tính Đúng không? Anh ấy vừa là động từ thường Đấy Đúng không? Anh ấy lại vừa là động từ khuyết thiếu đúng không? Gọi là thuộc hai giới tính Với động từ thường Thì anh khi mà anh em thành lập câu phủ định Và nghi vấn của viết tắt nhá đúng không? Thì em sẽ phải mượn trợ từ Như là Mượn trợ từ này Thế còn nếu mà theo cái cấu trúc này đằng sau đó, Nó sẽ là sau ni cộng với tu vấp Đấy là động từ tường Thế còn với động từ khuyết thiếu Thì khi thành lập câu phủ định Hoặc là nghi vấn Thì em sẽ dùng ngay cái động từ này Để thành lập phủ định nghi vấn chưa? Và với cái cấu trúc thì cô sẽ có là ni cộng với vấp nguyên dạng nhá yeah, được nếu là động từ thường thì động từ nó sẽ phải chia thì câu Thế còn nếu động từ quy thiếu thì động từ nó sẽ không chia Được không ạ? Rồi bây giờ cô sẽ có như sau này Chúng tôi cần một À sau này gì cả Họ cần một ngôi nhà to hơn Nhưng mà họ Đúng ạ Nhưng mà họ không thể đủ sức để mà trả cho cái rent Cô có cái từ đó là từ rent Nghĩa là tiền thuê Được không ạ? Vậy thì với cái câu số 6 Cô bảo em là câu này dùng EA à rồi EA à? cô có từ sau Vậy từ afford chúng ta có cái cấu trúc là afford something thì nghĩa là gì đủ sức làm gì đủ sức ở đây không phải là đủ khả năng mà là đủ nhựa chúng ta có cái anh sau này cô có cái anh là can't cậu vất nguyên ra có thể làm gì nhựa cái này là có khả năng năng lực để làm việc gì đó thế còn với cái anh là afford something thì nghĩa là gì có đủ sức để làm gì nhưng mà cái đủ sức ở đây nó là đủ khả năng về tài chính để làm được việc gì đó đấy á yeah. rồi thế còn ý b ý c d cô phân tích rồi được không ạ rồi chúng ta có mở rộng cái cấu trúc này ra Ngoài cái cấu trúc là afford for something ra Thì cô còn cái cấu trúc sau Chợ cô cấu trúc là afford To do something nghĩa là gì? Đủ sức để mà chi trả cho cái gì? Hoặc là đủ sức làm gì? Nhá. Sức ở đây chính là về khả năng về tài chính Sau cô giáo chuyển ra câu số 7 Và câu số 7 sẽ là câu kiểm tra em kiến thức về giới từ Chợ năm nay mà theo những cái hướng ra đề của bộ ấy, Ở trong cái đề minh họa ấy Thì bộ ra vào những cái giới từ thông dụng này thôi thì với câu này em sẽ căn cứ cho cô bằng từ home Chúng ta có cái cụm từ là at home Nghĩa là ở nhà Vậy thì cô sẽ khoanh được ý C luôn Đó ạ rồi với câu này mở rộng ra lại với cấu trúc là want to do something muốn làm gì trợ là dịch là cô này cô ấy muốn dành thời gian nhiều hơn đúng không ạ với gia đình trợ cô ấy muốn dành nhiều thời gian nhờ cô ấy muốn dành nhiều th thời gian hơn ở nhà với gia đình của cô ấy sau câu 7 chuyển sang câu số 8 và câu số 8 sẽ là câu thuộc kiến thức về phần từ cùng trường nghĩa nếu mà cô nhớ không nhầm thì cái phần từ cùng chủ nghĩa này cô cho anh đã hỗ trợ em trong chương trình livestream rồi, đúng không ạ? Với cái nhóm từ chỉ nghề nghiệp, đúng không ạ? Thì các bạn có cần cô cho anh phải chiếu lại cái phần đó không ạ? Nhớ, các bạn có cần cô chiếu lại cái phần về từ cùng chủ nghĩa mà chỉ, chỉ nghề nghiệp này không ạ? Được chưa, được chưa? Ok Nhớ các bạn có nhớ các bạn có cần cô cho anh phải chiếu lại cho bạn phần này không ạ đợi cô một xíu nhá Nhờ, cô sẽ sẽ chiếu cho bạn cái phần về nhớ cái phần về từ chỉ nghề nghiệp đó đợi cô một xíu ạ nhớ với cái nhóm từ sau này nhớ với cái nhóm từ số 43 mươi là cái nhóm từ về công việc nhớ này trong cái này có cái, cái từ nhóm từ nào mà cô trang anh bôi màu tức là cái nhóm đó cô trang anh đã hỗ trợ rồi với nhóm từ công việc trang 99 chín cô nói qua cho em luôn Để cô đỡ phải viết bởi vì chữ cô xấu bạn không đọc được đúng không ạ với cái nhóm từ số 99 nhóm từ về công việc rồi dạ, em sẽ theo dõi cho cô vào cái phần sau Nghe một xíu nhá Đúng không ạ Nếu mà cô chữa như này rất là chậm Nhưng mà các bạn sẽ mổ xẻ được rất là nhiều vấn đề à, chưa? Rồi cô sẽ có cái sỏi với cái anh đầu tiên là work Chợ với cái câu với cái từ là work Công việc Chợ nó là một cái hoạt động chẳng hạn như một cái công việc Mà một người sử dụng cái sự lực về thể chất hoặc tinh thần Để thực hiện Đúng ạ Thường là để kiếm tiền Dạ, và cô có cái từ là từ job Là công việc công việc mà chúng ta làm và nhận lương thường xuyên nhớ. thường là chỉ một cái nghề nghiệp hoặc một công việc cụ thể nào đó nhớ về cơ bản cô nếu mà em đọc như thế em vẫn thấy rất là khó hiểu thì cô sẽ phân biệt cho em sự khác nhau giữa hai cái 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 từ sau nhớ chưa cô có với cái từ là work và từ nhớ, đều là công việc nhớ nhưng em nhớ cô là với cái từ work nó là danh từ không đếm được chớ, thế còn cái từ job là danh từ phải đếm được Vậy đây cô có cái mạo từ là ơ ừ, Thì chắc chắn là ý C cô loại rồi nhớ Anh này của cô nếu là danh từ không đếm được Thì nó mang nghĩa là công việc Thế còn nếu danh từ đếm được thì nó mang nghĩa là tác phẩm là công trình nhờ Tác phẩm văn học, nhờ công trình nghệ thuật cái gì đó Được không ạ? Rồi bây giờ câu số 8 cô sẽ còn ý A, ý B nữa Bây em sẽ xét cho cô này Đó ạ Nhờ cô sẽ có ý A với cái từ sau Với từ career nghĩa là sự nghiệp Nhờ vậy thì sự nghiệp là sẽ được định nghĩa như nào? chợ sự nghiệp tức là cái công việc hoặc một loạt các công việc mà bạn làm trong suốt cuộc đời của mình nhớ vậy thì cô sẽ thấy với cái từ career nghĩa là sự nghiệp nghĩa là một công việc hoặc là một loạt những công việc mà bạn làm trong suốt cuộc đời của mình thế còn ý b thì sao ý b với cái từ với từ profession thì cô sẽ có như sau với từ profession của chúng ta nó là nghề nghiệp nó là một cái loại công việc mà cần đào tạo nhợ hoặc là một cái kỹ năng đặc biệt nào đấy một cái công việc mà đòi hỏi phải có trình độ học vấn cao để nhớ cái này cô cũng là công việc nhưng mà là cái công việc mà đòi hỏi cái trình độ học vấn đòi hỏi trình độ chuyên môn cao vậy thì với cô gì cả david muốn có một cái công việc gì thôi công việc làm thêm thôi đúng không thì chắc chắn là cô sẽ loại trừ cái 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 loại trừ cái là có trình độ học vấn cao này nhá rồi bây giờ cô sẽ chỉ còn ý a hoặc là ý c mà ý a hoặc ý d mà thôi ok Sao chưa? Sao chưa? Nào, về với cô em sẽ có được là ý A là ý D đấy ạ Nào, các bạn xem, cô xem với cô Với cô em sẽ chọn được ý A là ý D ạ Ok, rồi Với cái câu này bây giờ chúng ta loại trừ chỉ còn là ý A à, hoặc là ý D thôi đúng không ạ? Vậy thì cô sẽ thấy là với cái công việc làm thêm thì nó sẽ không phải là cái công việc mà mà chúng ta làm trong suốt cả một cuộc đời đúng không ạ? Nên là cô sẽ loại được ý A. À. Do đó với cái câu số 8 cô chọn được câu đấy của chúng ta sẽ là ý D nhá. Rồi tiếp này cô có cái cụm động từ sau phân tích từ ra này. Người ta dùng tu cộng với nguyên dạng để chỉ mục đích đó không ạ? Rồi với cái cụm từ sau với cái anh là với cái cụm từ là pay for nghĩa là trả cho Trả cho cái gì của anh ấy đấy ạ Cô có cái từ sau Với từ tuition gap từ phi nghĩa là học phí Cả cụm bài học phí này Dịch hoàn chỉnh câu này như sau David muốn có một cái công việc làm thêm Để mà có thể trang trải cho học phí của mình Nhờ Với cái câu số 9 Sẽ là câu kiểm tra em kiến thức Về phần liên từ Chợ với câu kiểm tra em kiến thức về phần liên từ thì em có thể loại trừ như sau này. Em xem xem ở cái vị trí đằng sau cái chỗ trống này Nó là mệnh đề hay là cụm danh từ Có bạn đến giờ phút này vẫn hỏi cô là mệnh đề là gì Cụm danh từ là gì nhớ Em nhớ với cô là mệnh đề Cô biết ra đây này Mệnh đề nó sẽ phải có ít nhất hai thành phần Là chủ ngữ và động từ Và động từ đấy phải chia theo thì của câu đó, thế còn cụm danh từ nó sẽ có là một nhóm những cái từ mà sẽ có danh từ đóng vai trò là cái 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 từ chính trong nhóm đó và mà cụm danh từ sẽ không có động từ chính chia thì của câu Thì với cái câu này cô sẽ thấy là cái phẩy S này viết tắt của has, has got Ok Vậy thì ở đây he là chủ ngữ Có chủ ngữ có động từ chia thì câu nó là mệnh đề Nếu là mệnh đề thì cô sẽ bỏ được B, bỏ được D Bởi vì sao? Chờ anh cả B và D theo sau bởi một cụm danh từ vô bên Thì còn A hoặc là C mà thôi Cả A và C theo sau bởi một mệnh đề Nhưng mà chúng ta sẽ phải xét về nghĩa của nó xét về nghĩa của nó chúng ta sẽ xét như nào bây giờ Chợ dịch là anh ta có một làm sao A good house Một ngôi nhà đẹp đúng không? Mà anh ta vẫn vẫn Nhờ cô có cái từ sau này Với từ Nó là trạng từ Nghĩa là vẫn Vẫn làm sao đây ạ Với cái động từ tiếp theo Với động từ complain Nghĩa là phàn Nhờ kêu ca À, anh ta có một ngôi nhà đẹp mà anh ta vẫn cứ kêu ca than phiền vậy thì cô sẽ thấy được là hai vế nó thể hiện cái sự ngược nhau vậy thì cô sẽ không thể dùng từ mang nghĩa là bởi vì được nhớ bởi vì sao cô có từ sau này với cái anh là với anh là because theo sau nó một một mệnh đề nhớ nó sẽ bằng với anh là because nhớ theo sau bởi cụm danh từ hoặc bơ bên nhớ nhưng mà nó mang nghĩa là bởi vì cơ nên cô sẽ không chọn ý a được ý b loại ngay từ đầu rồi Chờ vậy thì đương nhiên câu này cô sẽ chọn được ý C. Chờ ý C của chúng ta với cái từ sau. Với từ although cộng với một mệnh đề. nó sẽ bằng anh này cộng với cụm danh từ hoặc anh Mà nghĩa là mặc dù nhưng. Chờ cô để ý thấy là 4 năm trở đây ạ. À, thì cái phần liên từ bộ chỉ cho vào cái câu kiểu như này thôi. Nhớ rất là dễ. Được không ạ? À? Bạn thân mến với cái kiểu chữa như này. Với cái tốc độ chữa như này thì cô nghĩ rằng là kể cả các bạn có mục tiêu 6 cộng 7 cộng các bạn cũng hoàn toàn có thể theo được. nhớ với cái câu số 10 sẽ là cái câu kiểm tra em kiến thức về phần mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian mà cái câu kiểm tra kiến thức về phần mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian thì em nhớ này cái câu này em không cần phải dành quá nhiều thời gian cho nó hãy làm cho cô theo kiểu như sau mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian chỉ cần làm cho cô hai bước bước thứ một đó là xét cái sự phối thì xét sự phối thì của nó nhé Yeah. nếu mà xét xong sự phối thì rồi bắt đầu em sẽ dịch nghĩa của câu Xem cái anh nào nghĩa nó ok thì em chọn Có những cái trường hợp là chúng ta chỉ cần xét sự phối thì xong là mình đã làm xong rồi không cần phải dịch nữa Với câu số 10 căn cứ bằng động từ is đang chia ở hiện tại Trong cái mệnh đề trả gửi gian Nếu có một mệnh đề chia hiện tại hoặc tương lai Thì mệnh đề còn lại, mệnh đề trả gửi gian không thể chia thì quá khứ được Bởi vì mệnh đề trả người gian mà chia quá khứ tức là hành động đã xảy ra rồi Nhớ vậy thì cô sẽ thấy là căn cứ bằng động từ này chia hiện tại suy ra mệnh đề trạng thời gian không thể chia quá khứ cô sẽ bỏ ý c với thì quá khứ hoàn thành cô bỏ ý d với thì quá khứ tiếp diễn đúng không ạ bỏ được hai anh rồi bây giờ chỉ còn a hoặc là b mà thôi thì em nhớ cô rồi mệnh đề trạng ngữ thời gian không bao giờ chia thì tương lai mệnh đề trạng thời gian chỉ cần dùng đến thì hiện tại nó đã thể hiện tương lai rồi nên ý b sai vì nó vi phạm cái nguyên tắc của mệnh đề trạng thời gian Bằng phương lại trừ cô chọn được câu 10 là ý A. À. Được không ạ? À? Sau câu số 10 chuyển sang câu số 11. Dạ, với cái câu số 11 cô sẽ thấy là câu này sẽ là câu kiểm tra em kiến thức về phần thì và sự phối thì. Đầu tiên với cụm động từ go off nghĩa là gì? Nghĩa là đổ chuông, đúng không? nghĩa là lộ tung, trợ nghĩa là thiêu thối, nghĩa là vụt mất. Vậy điều ở đây cô có, có my family, gia đình của tôi, đúng không ạ? watching television. Gia đình của tôi đang xem tivi thì power thì điện tắt đúng không ạ? Thì mất điện đó kiểu như vậy. Vậy thì cô sẽ thấy được là với câu này cứ có when nó sẽ là mệnh đề trạng ngữ hủy gian. Nhưng mà mình sẽ áp dụng nguyên cái lý thuyết của câu trên. Nếu có một mệnh đề chia quá khứ nhớ cô gọi chung là quá khứ. Trong quá khứ có thể quá khứ đơn, quá khứ tiếp diễn, quá khứ hoàn thành, quá khứ thể tiếp diễn. Nhớ cho cô là cứ có một mệnh đề chia quá khứ thì mệnh đề còn lại sẽ không thể chia hiện tại được. Nó phải phối thì với nhau mà. Nhận nên là cô bỏ được ý B với thì hiện đơn Được chưa? Bây giờ cô có ý A quá khứ tiếp diễn Ý C quá khứ hoàn thành Ý D với thì quá khứ đơn Dịch nghĩa câu này cho cô Gia đình tôi đang xem tivi thì mất điện Vậy cô hỏi diễn tả một hành động đang xảy ra Thì có hành động khác xen vào Hành động nào xảy ra trước chia quá khứ tiếp diễn Chỗ này chia quá khứ tiếp diễn rồi này Hành động xảy ra sau chia quá khứ đơn Vậy thì với câu 11 cô chọn được ý D Nghe cô nói đây với các bé học sinh ôn thi vào 10 ạ thì các bé có thể tham gia cái chương trình chữa đề cùng với các anh chị này bởi vì cái form đề thi vào 10 thi dưới cái hình thức à, chợ thi vào 10 và dưới cái hình thức là thi trắc nghiệm ấy thì cái form nó cũng giống như cái của các anh chị thi đại học này nhớ yeah. Rồi với cái câu số 11 xong Chuyển cho cô sang với câu số 12 Nào với cái câu số 12 Em hãy chọn được đáp án của câu này là ý gì Ok với cái câu số 12, các bé sẽ chọn được đáp án câu này là ý gì? Và bé có thể gọi tên cho cô được cái thì này không ạ? À? Nhớ, với câu 12 sẽ căn cứ cho cô bằng từ đầu tiên. Căn cứ cho cô bằng từ tomorrow. Để căn cứ bằng tomorrow là ngày mai nó thuộc về tương lai. Nếu thuộc về tương lai thì cô sẽ không bỏ à cô sẽ không chọn ý đề. Cho ý đề của cô đây là thì hiện tại đơn này, đúng chưa? Nhớ. Rồi tiếp này với cái câu này chúng ta à, xem cho cô xem là bây giờ Cô còn ý a, ý b và ý c. Người ta có thể dùng thì hiện tại tiếp diễn để diễn tả hành động sẽ xảy ra trong tương lai. Đúng không? Khi nó có, khi mà mình lên kế hoạch trước cho nó, khi mà mình có dự định cho nó. Vậy thì với câu này cô để lại cả a, b, c. Yeah. Vậy thì với câu này em xem này, nó có thể là chủ động, có thể là bị động. Nghĩa em phải dịch nghĩa của cái. Em nhớ em sẽ phải dịch nghĩa cho cô cái câu này xem nó là dạng ở nghĩa của nó là chủ động hay bị động thì cô có từ sau với từ details nghĩa là gì chi tiết chi tiết của của cái gì đấy ạ là cô có cái từ đó là từ với từ attack nghĩa là tấn công vậy là chi tiết của cái vụ tấn công đó sẽ sẽ được đúng ạ sẽ được làm sao với cái động từ là động từ release với động từ release nghĩa là gì công bố vậy là dịch là chi tiết của cái vụ tấn công đó sẽ được công bố cho công chúng biết vào ngày mai nhớ yeah. vậy thì cái chi tiết đó phải được công bố chứ tự nó không công bố nó được vậy thì cô sẽ phải dùng ở dạng bị động nếu dùng bị động thì cô sẽ bỏ được ý B vì ý B là chủ động của thì tương lai đơn. Nhờ cô sẽ bỏ ý C vì ý C của cô là chủ động hiện tại tiếp diễn. Vậy thì ở đây cô sẽ chỉ còn ý A để mà chọn thôi. Và ý A sẽ là bị động của thì tương lai đơn. Nghe em nhiều cho cô sao này. Ở trong cái đề thi chính thức của bộ thì cô đoán rằng là với cái phần bị động ấy thì bộ chỉ cho phần bị động thông thường thôi. Nên là các bạn có thể bỏ qua cái phần bị động đặc biệt. Học thuộc cho cô 10 cái công thức của bị động thông thường nhá. Được ạ? Xong câu số 12, chuyển cô sang câu số 13. Chờ câu số 13 sẽ là cái câu thuộc kiến thức về phần thành ngữ này. Chờ bạn nhớ cô là năm ngoái ở trong đề minh họa bộ cho cái 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 thành ngữ hình như cô nhớ không nhầm là cái thành ngữ là under the weather, không được khỏe ạ. Chờ under the weather. Đợ, và đề thi thật thì bộ cho những cái thành ngữ nó cũng kiểu rất là phổ thông như vậy. Giờ ấy năm nay thì cô thấy rằng là ở trong đề minh họa ấy, thì bộ ra cái cụm thành ngữ mà đi kèm với tính từ nhá tức là cái cụm thành ngữ mà có tính từ và cô cũng sẽ bám sát theo cái tinh thần đó thì cô hiện tại đang cho các bạn học sinh nhóm 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 giải đề của cô là cũng ôn tủ cái phần thành ngữ theo cái hướng đó ạ đấy nhá vì thì với cái câu số 13 này cô ra theo đúng cái tinh thần như vậy nào bạn nào có ý tưởng là với cái câu số 13 này em ấy chọn được đáp án của câu này gì ạ giả dụ nhá em không tra từ đúng không ạ nếu như em gặp cái câu này lần đầu tiên thì em sẽ thích đáp án nào nói chung là cô phải hỏi là em thích đáp án nào bởi vì cái phần thành ngữ này nó lạ lắm đúng không ạ có nghĩa là sao đây ạ nếu như mà em biết thì em sẽ khoanh được ngay mà em không biết em cũng sẽ khoanh được ngay bởi vì sao lại thế ạ? bởi vì là cái thành ngữ này nó sẽ là đi theo cụ mà cụ là chúng ta sẽ phải thừa nhận đúng không ạ nên là nếu mà đi thi mà gặp cái thành ngữ mà mình không biết ấy thì em cũng gọi là uh, gọi là khấn đúng không? khấn các cụ rồi các cụ phù hộ cho rồi mình khoanh một đáp án đấy Thì nhá chứ còn cái câu này mà ngồi nghĩ nó cũng không ra được ạ rồi. rồi với cái câu số 3 13 cái bạn có cái link facebook là bộ giáo dục và đào tạo chọn 13 b ok dạo gần đây là cô thấy có cái bạn này là học cả chương trình buổi trưa với chương trình buổi tối của cô nhá với cái câu số 13 bạn có link facebook là bộ giáo dục và đào tạo chọn đáp án của câu đấy là ý b rồi xem bác bộ có làm đúng không nhá với cái câu số 13 cô bảo với em rằng là câu này mà biết thì cũng 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 khoanh ngay đúng không ạ không biết thì cũng khoanh ngay thì với cái câu số 13 chúng ta sẽ có cái anh sau này nhớ với cái từ sau này nhớ giờ chúng ta sẽ có cái cụm từ sau Chợ với cái cụm từ là quick ok với cụm từ là quick of the mark trợ nghĩa là phản là ứng nhanh nhạy nhớ phản ứng nhanh nhạy đúng không ạ rồi cô sẽ thấy được là ngoài cái từ quick nó có thể dùng cái từ là slow nghĩa là gì? Nghĩa là phản ứng chậm. Vậy dịch là nếu như mà bạn phản ứng nhanh nhạy với cái việc làm sao answering trả lời những câu hỏi này thì mình có thể dịch thoát ý ra gì cả Nếu như mà bạn trả lời nhanh được tất cả những câu hỏi này Thì bạn có thể giành được giải thưởng Đó ạ Vậy thì với cái câu này cô sẽ chọn được 13 của chúng ta là ý C Thế nhớ, Được không ạ Ok chưa 13 của chúng ta đáp án của câu này là ý C cơ Đúng không Cái bạn có click là bộ giáo dục và đào tạo sai mất rồi nhá yeah. được không ạ được chưa được chưa ok xong chưa xong chưa được không ạ xong chưa xong chưa rồi tiếp này cô sẽ chữa với cái câu số 14 của chúng ta dạ với cái câu số 14 em mới chọn được đáp án của câu này là ý gì đây ạ xong chưa xong chưa với cái câu số 14 chúng ta có như sau yeah. Dạ, với cái câu số 14 em xem này Nhìn thoáng qua bốn đáp án của câu số 14 Em sẽ thấy rằng là câu này sẽ là câu kiểm tra em kiến thức về cụ độc từ dạ, có vẻ rất là lạ Đó là mấy năm trở đây ạ dạ, trừ cái năm 2018 ra Thì mấy năm trở đây ạ, từ 2019 trở đi ạ Bác bộ bác lại cho cái phần về cụm từ nó rất là nhẹ nhàng Nó chỉ vào những cái cụm độc từ với những nét nghĩa rất là phổ thông thôi nhá, em nhớ là Nếu các bạn nào mà học sâu vào phần cụm từ Thì bạn sẽ thấy rằng là một cái cụm động từ nó có rất là nhiều nghĩa ít nhất nó phải có đến khoảng ba bốn cái nghĩa liền đúng không ạ nhưng mà ở trong cái đề thi của bộ khoảng ba bốn năm trở đây ạ thì bộ chỉ cho vào cái nhóm từ rất là thông dụng thôi nếu như bạn nào mà đang sợ nếu mà các bạn có sở hữu cái cuốn sách trọng tâm kiến thức này của cô này thì trong cái đó cô có hệ thống một cái bảng những cụm động từ thông dụng thì bạn chịu khó học hết cái bảng để cho cô là cầm chắc là mình lấy điểm được câu cụm động từ rồi đúng không ạ với cái câu số 14 cô có cái anh là get on Chờ với cái anh là get on Nghĩa là tiến bộ đúng không ạ? Ngoài ra nó sẽ dùng cái cặp đối lập đó là got off Chờ với cái anh là got off Nghĩa là xuống thì cô sẽ có xuống xe, xuống tàu, xuống máy bay Đấy là thì anh này cô sẽ là lên xe, lên tàu, lên máy bay Nhớ đó. Thế còn ib thì sao ib với cái anh là get over Nghĩa là gì? Chứ nó sẽ bằng với cái anh là recover Recover from nghĩa là bình phục, hồi phục Sau ốm đau chợ, Nghĩa là khỏe lại nhớ. Ngoài với nghĩa là bình phục, hồi phục Sau ốm đau nhớ. Khỏe lại ra Thì cái cụm động từ get của chúng ta Nó sẽ còn có một cái nét nghĩa nữa nhớ. Đó là nhớ. Ngoài cái nét nghĩa đó ra nhá Thì nó sẽ còn một cái nét nghĩa nữa Đó là gì đấy ạ Nghĩa là giải quyết được Xong xuôi một cái chợ. Nó sẽ mang nghĩa là giải quyết được một cái gì đó, được không ạ? nhớ xử lý được một cái gì đó, nhớ hoặc là kiểm soát được một cái gì đó. Chợ ngoài với cái nghĩa là bình phục hồi phục ra, đúng không ạ? thì nó sẽ có nghĩa là nó sẽ bằng với cái anh là deal with, Ok đó, nó sẽ bằng với cái anh là điều with giải quyết được một vấn đề gì đó, nhớ nhớ hoặc là vượt qua được hoặc là giành được kiểm soát một cái gì, được không ạ? vậy thì với cái câu dịch là I think tôi nghĩ rằng the problem vấn đề này có thể được kiểm soát mà không nhá yeah. cô sẽ gọi sao vậy thì nó mang nghĩa là được kiểm soát được giải quyết rồi vậy thì 14 cô chọn được ý b xong chưa xong chưa rồi ý c với cụm từ take up nghĩa là gì chợ với cái cụm từ take up nghĩa là gánh vác nghĩa là đảm đương chợ ngoài nghĩa là gánh vác đảm đương nó nghĩa là bắt đầu một thói quen bắt đầu một sở thích bắt đầu làm gì một cách thường xuyên thế còn ý d với cụm động từ là thay after nghĩa là giống giống về ngoại hình hoặc là tính cách với một ai đó trong gia đình nhớ yeah, được chưa vậy thì ở đây cô chọn được câu bố chúng ta là ý b câu này cô vẫn cho khó hơn so với mức mức độ đề của bộ vì thực ra là mức độ đề của bộ thì bộ còn cho cái lét nghĩa nó còn nó còn ngắn hơn cơ đúng không nó còn còn nông hơn cơ chứ nó không mức đến mức sâu như này nhớ yeah. rồi cô có anh sau phân tích ra này nhờ yeah, cô phân tích hết câu này ra này chợ với cái anh là without nhờ yeah, theo sau bởi gì ạ bởi danh từ hoặc là verbing nhờ yeah, mà không có cái gì hoặc mà không làm gì Nhá. Yeah. Tôi nghĩ rằng là vấn đề này có thể được xử lý mà không cần gây ra mà không có quá nhiều khó khăn. Chưa xong chưa. Rồi với cái câu số 15, em bé chọn được đáp án của câu này là ý gì? Ok. Nào câu số 15, bạn có cái link Facebook là bộ giáo dục và đào tạo ấy, làm cho cô xem câu 15 sẽ chọn đáp án là ý gì ạ? À? Nhớ. Yeah. Khóa năm trước của cô có một cái anh tên là Đèo Trọng Hiếu nhớ. Yeah. Cô cũng không biết là anh ấy đến từ đâu nhớ. Yeah. Anh ấy cũng không phải là học sinh nhóm kín của cô Nhưng mà tối nào anh ấy cũng học livestream với cô Và anh ấy bảo là anh ấy đến từ team 10 cộng yeah. Khóa năm đấy hình như năm ngoái anh thì anh không được 10 cộng đâu Năm ngoái anh được có 9, mấy thôi chứ không được 10 cộng nhá yeah. Và năm nay đến giờ phút này thì tự nhiên có một cái bạn có link facebook là bộ giáo dục đào tạo Không biết là bạn ấy bạn ấy bạn ấy đến từ đâu cả Đúng không? nhưng mà cô thấy là dạo gần đây là cô gặp bạn ấy thường xuyên kể cả chương trình buổi trưa cô cũng gặp buổi tối cô cũng gặp nhớ yeah với cái câu số 15 Cô có như rồi Khi hai vế của câu đồng chủ ngữ nhớ Người ta bỏ chủ ngữ của mệnh đề đầu Đổi động từ về dạng sau trở về dạng vấp in hoặc là having cộng vật từ hai Với câu chủ động Đó ạ, với câu chủ động bạn nào bạn học sinh nhóm 8 cộng, 9 cộng của cô chắc là nghe câu này phát ớn lên rồi Đúng không? Ngày nào cô Trang anh cũng nhắc mấy cái này Nhớ cô nhắc lại này khi hai vế của câu đồng chủ ngữ người ta sẽ bỏ chủ ngữ của mệnh đề đầu đổi động từ về dạng vấp hoặc là having cậu thứ hai với câu chủ động thế còn nếu mà bị động thì em sẽ đổi vấp thành dạng là vấp phân thứ hai thế còn having vấp thứ hai sẽ đổi cho cô thành là having been cộng vấp phân thứ hai Đó không ạ với bị động nhá Được không ạ thế còn người ta có thể dùng tu vấp dịch là để mà chỉ mục đích Được không ạ Nhớ cho cô như sau này Khi nào người ta dùng verbing Khi nào người ta dùng having cộng thứ hai Nếu như mà để nhấn mạnh Rằng là một hành động xảy ra xong rồi Mới tới hành động khác Thì người ta sẽ dùng cái dạng Là having cộng phần thứ hai Thế còn nếu để diễn tả hành động xảy ra Nối tiếp nhau Thì người ta sẽ dùng dạng là verbing Nhớ vậy thì cô sẽ thấy là với cái câu số 15 Vậy em sẽ bỏ ý D Ngay từ đầu bởi vì sao Bởi vì anh này đang chia thì hiện tại hoàn thành nếu muốn động từ chia thì theo thì của câu thì nó sẽ phải có chủ ngữ. Chỉ với cái câu mà có chủ ngữ thì động từ của chúng ta mới được chia theo thì của câu. Nên ý đề cô bỏ ngay từ đầu. Nhờ với cái câu này bạn sẽ thừa nhận cho cô một cái cụm từ sau. Với cái cụm từ là be made. Ok, với cụm từ là be made redundant. Nghĩa là gì đấy ạ? redundant. Ok, redundant được không ạ à? nhớ với cái cụm từ đây cái từ redundant cô biết như cái từ này nhá bạn bạn chịu khó vì nhìn giúp cô về chữ cô nó rất là ẩu đúng không ạ à? giờ cô có cái từ là be made redundant nghĩa là gì nghĩa là bị sa thải được không ạ à? vậy theo cái cấu trúc là be made redundant vì ở đây cô sẽ ra nó phải là dùng bị động chứ không phải chủ động nên cô sẽ bỏ được ý a đúng không ạ à? ý c với cái dạng là making cũng là chủ động rồi vậy thì bằng phương pháp loại trừ cô mới làm cô chọn được ý b được, câu 15 dịch là bị sa thải, Jack bắt đầu tìm công việc mới trong trung tâm thành phố, nhá yeah. Cấu trúc là start cộng với begin bắt đầu làm gì, cụm động từ look for là tìm kiếm. Vậy thì với câu 15 cô chọn được câu đấy của chúng ta phải là ý B em nhé. Được không ạ? À? Câu 15 chọn đáp án cô là ý B, ok chưa? Ok ok chưa? Nghe này, cái chỗ mà cô đang chữa này nó vẫn ở trong cái cái mục 19 câu đầu. Mà 19 câu đầu thì nó ở cái mức độ khó mức độ khá là đơn giản. Đó, nếu như mà trong 19 câu đầu này Thì mà bạn thấy rằng là mình vẫn sai Thì phải xem lại, được không ạ? Xem cho xong chưa Xem cho xong chưa Với cái câu số 15 Chuyển cho cô sang với cái câu số 16 Đó ạ Với cái câu số 16 Chúng ta sẽ thấy là Câu này sẽ là câu kiểm tra em kiến thức về dạng so sánh càng thì càng với dạng so sánh càng thì càng nó sẽ có cái công thức như sau cô biết rồi đó là công thức là the cộng với tính từ ở dạng so sánh hơn cộng với chủ ngữ vấp trợ tính từ hoặc là trạng từ ở dạng so sánh hơn chủ ngữ vấp ở bên này cô sẽ phải là cộng với tính từ hoặc trạng từ ở dạng so sánh hơn cộng với chủ ngữ vấp tức là hai vế của nó sẽ phải bắt đầu bằng the ok Xong chưa xong chưa? Ok bạn bạn gì nhỉ? Bạn một chiếc pet nhỏ thân mến. Cái cụm từ đó có nghĩa là bị sa thải em nhé. Đấy, ở đây này đằng sau của cô có the. đáng đằng trước của cô cũng sẽ phải là giờ cộng với tính từ dạng so sánh hơn. Ý D của chúng ta không có the, bỏ. Ý A không đúng cấu trúc bỏ. chợ theo cái công thức nó phải là giờ cộng với tính từ dạng so sánh hơn cơ. Ý B với đuôi với cái từ fast có đuôi ST là so sánh nhất không phải. Vậy thì với câu này cô chọn được ý C đó ạ à. anh ta càng lái xe nhanh thì càng nguy hiểm xong câu 16 chuyển sang câu 17 câu 17 nó sẽ đi, đi, theo cái phần đó là phần về cụm từ cố định với cái phần về cụm từ cố định ấy cô đoán chắc rằng là bộ sẽ chỉ ra vào những cái cụm từ thông dụng thôi thì bây giờ em có thể ở giai đoạn này á em có thể ôn tủ sâu với những cụm từ đi với make chợ đi với take chợ đi với do đúng không ạ đi với have Ok, đi với give đợi Đi với go Nhớ, Giống như kiểu là Ở trong cái đề 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 minh họa của bộ nó là go fishing ấy Đúng không ạ? Go fishing Rồi, tiếp này đi với gì đó? Đi với get đó, Đi với pay Nhớ, Một số cái Và tối nay thì cô cho anh có đăng cái 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 nhóm đầu tiên là đi với make rồi Chờ, ngày mai cô sẽ đăng tiếp đi với take rồi lối tiếp như vậy các bạn có thể học tủ cho cô đó ạ thì với câu này nó dịch như sau này với cái anh là bia quấy nhờ với cái anh là bia quấy nghĩa là đi vắng vợ chồng của cô ấy đi vắng vì vậy mà cô ấy phải có những cái sắp xếp cho cái việc mà chăm sóc con đúng không ạ thì với câu này em muốn biết dùng cái cụm từ là gì tại sao đến câu 17 mình lại nghĩ ra cái việc là câu này sẽ là câu về cụm từ bởi vì bình thường người ta sẽ không hỏi em nghĩa của cái mấy cái động từ đơn giản này nghĩa là gì đâu chắc là nó sẽ đi theo cụm rồi đúng không ạ nếu mà đi theo cụm thì em phải xem với cô này danh từ kết hợp của nó sẽ là gì cô có từ sau Nhờ yeah, cô có cái từ đó là từ arrangement nghĩa là gì? nhớ yeah, với từ arrangement nghĩa là sắp xếp. Vậy nó sẽ đi theo cái kết hợp từ sau. Nếu mà em xem trong cái nhóm hôm nay cô Trang Anh cô Trang Anh đăng lên này nó đã có cái nhóm này rồi, đó là từ make cái với từ arrangement nghĩa là sắp xếp đúng không ạ? Vậy thì với câu 17 cô chọn được câu đấy là ý A. À. Xong chưa? Xong chưa? Yeah. Nhớ sau câu 17, 17 trở cô sang câu số 18. Bạn bạn gì nhỉ? Bạn Nguyễn Quang Vinh thân mến, thực ra thì Uh, thực ra thì tâm trạng của bộ giáo dục ấy, cũng cũng giống như kiểu là giống như kiểu là tâm trạng của một cô gái đang yêu ấy nói chung là nó rất là thất thường nên là cô có để ý rồi ạ trong cái ma trận đáp án của bộ ấy không phải là bộ cho 25% a 25% b 25% c và 25% d đâu ở uh, chưa nên là nếu mà khoanh phun một đáp án ấy chưa chắc là đã đã là an toàn đâu đúng không ạ chả may mà vào cái phương án mà 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 bộ lại cho vào ít ấy, đúng không thì lại khả năng lại cẩn thận lại bị trượt thì chết dở nhá nên là tốt nhất là đến cái giai đoạn mà chuẩn bị thi ấy, thì cô cho anh sẽ có cái chương trình gọi là chống liệt tiếng anh ấy thì những cái bạn mà tiêm chống liệt thì các bạn chịu khó xem cái đấy để cầm chắc khoảng ba bốn điểm đã rồi sau đó thì mình khi mà mình đã cầm chắc ba bốn điểm rồi thì cái chỗ kia là mình 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 lụi rất là tự tin đúng không ạ mà thường là những cái gì mà làm tự tin thì kiểu gì nó cũng sẽ 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 sẽ, sẽ gọi là sẽ uh, an toàn sẽ gọi là nếu mà những cái gì mà tự tin ấy thì thường nó sẽ đạt kết quả tốt hơn đúng không ạ nhá thường là cái tâm lý run ý đúng không thì là thành ra là ví dụ cô ấy đang đúng tự nhiên lại gạch đi đúng không ạ rồi tiếp này với cái câu số 17 chuyển cho cô sang với cái câu số 18 của chúng ta câu 18 sẽ là cái câu kiểm tra em kiến thức về phần trật tự tính từ trong tiếng anh nếu các bạn mà học sâu vào tiếng anh bạn sẽ thấy rằng là có rất là nhiều những cái quy tắc về trật tự tính từ trong tiếng anh Chứ thậm chí trong những cái từ điển chính thống những cái từ điển có uy tín như là từ điển của Cambridge hoặc là từ điển của Oxford nó cũng đã có cái sự mâu thuẫn nhau rồi thậm chí là giữa những cái cuốn sách của nước ngoài ấy đúng không ạ cái cuốn sách của những gọi là những cái tác giả nổi tiếng cũng đã có sự khác nhau rồi nhưng mà uh, theo kinh nghiệm luyện thi của cô Trang Anh này thì cái phần trật tự tính từ trong tiếng Anh này em chỉ cần theo cái 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 trật tự như này đã theo đúng cái trật tự như này thôi nhé là vào cái đề của bộ là chắc chắn là khoanh trúng khoanh đúng rồi không cần phải suy nghĩ nhiều với cái câu này sau khi mà em gặp cái 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 câu về trợ từ tính từ này Em viết cái quy tắc này ra Xong bây giờ em sẽ chọn một phương án để giống Em lấy phương án nào cũng được Nhìn nhá, em Ví dụ nhà cô là cô sẽ lấy IA để cô giống Em không thích IA, em lấy b em giống cũng được, không sao cả Giờ cô sẽ có như sau ấy Cô có bắt đầu IA xét từ sau Với từ horrible nghĩa là gì? Nghĩa là khủng khiếp Đúng Vậy cái khủng khiếp này nó sẽ đóng vai trò là opinion Nghĩa là đánh giá mà Yeah, vậy nó sẽ phải đứng đầu Đó. Rồi tiếp này từ thứ hai của cô với cái từ đó là từ với từ black là màu đen với đó là color đứng ở đây. Rồi tiếp nhá. Cô có từ thứ ba của chúng ta với cái từ là với từ big là to đúng không ạ? To là kích cỡ. Vậy thì xếp của nó sẽ phải là opinion xong đến diện kích cỡ xong mới đến màu sắc. Do đó câu 18 cô chọn được câu đấy là ý C. Nhá. Yeah. Như là ở dịch là tôi không muốn chúng ta lại có cái cấu trúc là want to do something muốn làm gì đúng không ạ? V là đến thăm. Dạ, cô có cái cấu trúc là visit dạ, Nếu mà là visit là động từ Thì nó sẽ là visit somebody something Thăm ai đó, thăm cái gì đó dạ, Thế còn nếu cái từ visit này Đóng vai trò là danh từ Nó sẽ có cái cụm từ cố định Là pay a visit Ok dạ, To somebody something Đến thăm ai đó Thì trong trường này cô có từ visit Đóng vai trò là danh từ nhá yeah. Tôi không muốn đến thăm bác tôi đâu Bởi vì tôi rất là Rất là làm sao nhớ yeah. Cô có cái từ sau này cô có cái tính từ sau Dạ, cái từ scared Trong cái cấu trúc là be scared Nghĩa là sợ, đúng không ạ? Tôi rất là sợ cái con chó to màu đen hung dữ của bác tôi Vậy thì với cái câu số 18 Cô chọn được câu đấy là c. Sau câu 18 chuyển cô sang câu số 19 Dạ, đây là cái câu khó nhất Trong buổi học ngày hôm nay của chúng ta Ok no đó, đây là cái câu mà khó nhất Trong buổi học ngày hôm nay của chúng ta Bạn nào có thể làm cho cô được câu này à? ạ dạ, câu số 19 Nghe này Câu 19 của chúng ta sẽ là câu về phần Từ vựng nâng cao dạ. Ở trong cái đề thi Chính thức của bộ Trong 19 câu đầu này Thì nó sẽ có một cái câu đó là câu về từ vựng nâng cao Đây là một cái Phạm trù kiến thức mà 35 trở đây Bộ rất là chú trọng vào ạ dạ và cái phần này cô cho anh đang gọi là tích cực hỗ trợ các bạn này và cụ thể là 12 giờ trưa mai cô lại hỗ trợ em với phần từ vững nâng cao này trước nhớ nghe này những cái hôm nào mà cô cho anh không có cái lịch dạy buổi tối với nhóm kín thì cô sẽ hỗ trợ em với chương trình buổi tối thế còn hôm nào mà cô có lịch dạy của nhóm kín thì cô sẽ hỗ trợ em vào buổi trưa lịch của cô nó sẽ không cố định được bởi vì nó tùy thuộc vào cái thời gian biểu của nhóm kín mỗi tuần nên là cứ chủ nhật hàng tuần cô sẽ đăng lịch cho cả một tuần sau các bạn theo dõi lịch để giúp cơ nhé À, cô đang nói là cái trong tổng số 19 câu này thì sẽ có một cái câu ở phần từ vựng nâng cao là câu khó đó ạ? Có một cái câu nữa đó là cái dạng về 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 thành ngữ này, đó. Đó là cái dạng khó. Và một cái câu nữa đó là cái câu về từ cùng trường nghĩa nhá. Thực ra thì cái phần từ cùng trường nghĩa này nếu giai đoạn này em tủ cho cô những cái nhóm từ cùng trường nghĩa thông dụng thường gặp thôi. Thực ra thì từ cùng trường nghĩa là một phạm trù rất là khó, nên bộ sẽ không cho em những cái từ mà lạ hoắc xong lại bảo em phân biệt sự khác nhau giữa chúng đâu. Mà bộ sẽ cho em những cái từ nó rất là quen thuộc như kiểu câu tám này. Và bộ bảo rằng là em phải chú ý của bộ là em phải phân biệt sự khác nhau giữa chúng. Nên là theo cái hướng này thì bạn sẽ học cho cô những cái nhóm từ cùng trường nghĩa thông dụng. Cô nhớ là cô trong anh đã đánh dấu những cái nhóm từ thông dụng đó rồi. Các bạn kéo lại các bài viết ở trên page của cô để xem nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chốt hạ bằng câu số 19. Nhờ bạn nào có ý tưởng là với cái câu số 19 này, em hãy chọn được đáp án của câu này là gì? Ok. Với cái câu số 19 đâu rồi ạ? À, bạn có cái link Facebook là bộ giáo dục và đào tạo làm chưa cô câu số 19 xem nào? À, buổi 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 tối nay không thấy các bạn học sinh của nhóm 9 cộng của cô cho đâu hết rồi. À, em nhớ cho cô là với các bạn học sinh của nhóm 8 cộng à, học sinh nhóm 9 cộng ấy. Thì cái chương trình mà cô chữa đề ngoài nhóm này em học thêm kết hợp với chương trình trong nhóm nhé Bởi vì nó cũng là một buổi chữa đề của mình mà. Đúng ạ? Thậm chí nó còn học thú vị hơn cả chương trình trong nhóm mình bởi vì ở đây các bạn học gọi là có nhiều bạn đúng không ạ? Và các bạn ấy học theo một cái tâm thế là vừa hài hước vừa vừa vui nhộn, đúng không ạ? Với câu số 19, bạn Minh Nhật chọn đáp án là ý B. Ok. Bạn Bộ Giáo dục và Đào tạo chọn đáp án là ý B. Đúng không ạ? Ok cô cô cứ gọi như vậy mà nhỡ mà bác bộ thật bác cái đi qua đây bác cái giật mình bác lại vào bác cái ngó chợ bác cái ngó xong nhỡ sang năm bác lại mời cô vào ban ra đề thì chết rồi đúng không ạ đấy nhá với câu số 19 chín à, chợ có cô nghĩ rằng là cái bạn mà có link facebook là bộ giáo dục và đào tạo ấy đấy, bạn bạn có thể làm một cái câu là nếu em làm sai câu này nếu em làm sai câu này, này thì mai em sẽ đổi tên facebook chẳng hạn đấy đúng không ạ à, chợ để 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 mà có cái sự đột phá nè với câu 19 là chắc chắn là đáp án B không phải đáp án đúng rồi. Đấy, B không phải đáp án của cô nhá. Yeah. Với cái câu số 19, nếu như bạn nào mà sai câu 19 thì trưa mai không ngủ trưa nữa đúng không ạ? Dành cho cô thời gian là 30 phút thôi, học cái chương trình từ vựng nâng cao trưa mai nhá. Yeah. Với câu 14 bây giờ cô sẽ phân tích như sau này với động từ sau. Với động từ install nghĩa là gì? Nghĩa là cài đặt, nghĩa là lắp đặt. Chờ anh này cô là cài đặt nhớ chợ là lắp đặt dạ, cài đặt lắp đặt cái gì đây ạ chợ đó là cài đặt những cái thiết bị đúng không? để mà nó có thể sử dụng được chờ, cài đặt những cái chương trình những cái phần mềm ở trên máy tính chợ vậy thì bạn sẽ thấy rằng là với cái lép nghĩa như vậy đó ạ thì cô sẽ không thể chọn ý a à, được nhá được cho được cho ngoài với cái nghĩa là cài đặt lắp đặt cái phần mềm chương trình ra thì nó còn có nghĩa là uh, là đặt ai nhờ, hoặc là giao cho ai vào một cái vị trí trọng trách nào đó à, đúng không ạ với một cái 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 lễ nhận chức chính thức theo kiểu như vậy Vậy thì kể cả với cái nghĩa C1, C2 của từ Mình cũng không thể chọn đáp án IA được nhờ? Xong chưa, xong chưa Thế này cô sẽ có b thì sao ạ Chờ b của chúng ta với cái từ sau Yeah. Cô có cái từ sau này với cái từ là Với từ institute nghĩa là gì Với cái từ institute yeah. Institute của chúng ta nghĩa là gì đấy ạ à? yeah. Cô có từ sau chờ, Anh này cô vừa là danh từ và động từ Nếu là động từ với từ institute chờ, Institute yeah. Nó có nghĩa là gì đấy Nghĩa là giới thiệu một cái yeah, Một cái chính sách Được chưa Hoặc là một cái hệ thống gì đó Vậy thì ở đây mình sẽ không chọn eBay vào đây được yeah. Nó chỉ có cái liên nghĩa đây thôi ạ à. Yeah. với cái danh từ nó nó có nghĩa là cái gì là thể chế đúng không ạ là học viện ấy kiểu như vậy vậy động từ nó sẽ là giới thiệu một cái hệ thống một cái chính sách nào đấy không phải trở với dịch câu này dịch là anh ấy đã tạo dựng cho bản thân mình đúng không ạ là cái ứng viên hàng đầu trong cái cuộc bầu cử đó cơ mà vậy thì mình không chọn ý b được nhớ yeah. xong chưa xong chưa rồi với cô sẽ chỉ còn ý c và ý d mà thôi ý c cũng có từ sau này với từ established với cái từ establish nghĩa là gì? Nghĩa là xây dựng là thiết lập Đó là xây dựng là thiết lập này xây dựng thiết lập một tổ chức đúng không? một hệ thống đó không ạ ngoài với cái nghĩa là xây dựng là thiết lập ra nếu nó mang nghĩa là xây dựng là thiết lập thì nó sẽ bằng với cái cụm động từ nhợ với cụm động từ là là cụm động từ là xây dựng nghĩa là thiết lập là xây dựng ngoài với cái nghĩa là thiết lập là xây dựng đó ra thì nó còn nghĩa là tạo lập một cái mối quan hệ nào đó đó đúng không ạ nhá khi mà em học thì em phải học mở rộng ra đặc biệt này với các bé hai k ạ để mà đỡ khổ như các anh chị hai k bốn đang bây giờ đang gấp rút học cái kiểu nhóm từ từ vựng nâng cao kiểu này thì em nhớ là khi mà học từ em học từ em học nhiều nghĩa của từ ra nhá cô vừa nói đến đoạn là gì ạ anh này cô là nghĩa là thiết lập đúng không ạ là thành lập thì nó sẽ bằng với cụm động từ là setup Đó, ngoài nghĩa nó ra này cô nghĩa là tạo dựng một cái mối quan hệ được không ạ ngoài với cái nghĩa là tạo dựng mối quan hệ ra đúng không ạ thì nó sẽ còn có nghĩa là là có được cái chỗ đứng đúng không ạ hoặc là tạo dựng cho mình một cái vị thế nào đó vậy thì ở đây cô sẽ chọn được đáp án câu đấy là ý c theo cái lẽ nghĩa như vậy nha được không ạ thế có ý đề cô từ ý nghĩa là luyện tập thực hành rồi vậy thì với câu số 19 cô chọn đáp án câu ấy là ý c cô có từ sau này với từ leading nó đóng vai trò là tính từ nghĩa là hàng đầu candidates, nghĩa là ứng viên đúng không ạ election là bầu cử vậy thì với cái câu số 19 Cô chọn được đáp án của câu đấy là ý C em nhé Xong câu số 19 chuyển cô sang câu số 20 Cô chữa lốt câu số 20 và câu số 21 cho nó hết trang này này Buổi sau tức là xem nào Theo lịch của mình là thứ tối thứ năm nhỉ Tối năm cô lại chữa tiếp đề tiếp ấy. Thì cô sẽ chữa tiếp từ cái câu sau trở đi Bây giờ cô chữa từ câu 20, 21 nhá Đó ạ với cái câu số 20 và câu số 21 là dạng bài tìm từ đồng nghĩa. Với dạng bài tìm từ đồng nghĩa, em sẽ phải dùng ngữ cảnh của câu để đoán nghĩa của cái chương nhớ này với cái dạng bài đồng nghĩa em sẽ phải dùng ngữ cảnh của câu để đoán nghĩa của cái từ in đậm gạch chân này. Nhớ này có một cái điều đặc biệt lưu ý này dù em có biết mảy may cái nghĩa của nó là gì rồi nhớ này, nhưng không được vội vàng khoanh đáp án luôn cho em nhớ là một từ thì có rất là nhiều nghĩa và tùy vào từng ngữ cảnh khác nhau thì nó lại có nghĩa khác nhau Lẽ nhớ phải xét nó theo ngữ cảnh câu này là gì cả Tôi đang nghe một cái chương trình gì trên đài Cái chương trình đấy như thế nào Mà nó khiến cho tôi cười phá lên Đó Thì cô sẽ có cái từ là từ laugh out nào? Nghĩa là cười phá lên, cười ha hả lên Đó Cô có cái cấu trúc là make somebody cộng với vấp hoặc là tính từ. Nghĩa vấp thì là vấp nguyên dạng hoặc là tính từ. Khiến cho ai đó như thế nào? Vậy thì chắc chắn là cái chương trình mà khiến cho tôi cười phá lên cười Vậy chắc chắn nó phải là cái chương trình rất là hài hước, đúng không ạ? Vậy thì từ đó mình có thể suy ra được cái từ. Chờ từ đó mình có thể suy ra được cái từ đó là từ với cái từ amusing nghĩa là hài hước, đúng không ạ? Vậy thì cô sẽ làm cái phương pháp loại trừ nhé. Chờ cô sẽ có sẽ là bây giờ xét tiếng Anh một này, ý B thì sao? Chờ ý B của chúng ta với cái từ sau này. Với từ annoying nghĩa là bực mình, khó chịu, đúng không ạ? Vậy thì cô sẽ không chọn ý B được. Chờ, tiếp này ý C với cái từ đó là từ với từ unpleasant nghĩa là khó chịu đúng không? không mấy hại không không mấy thoải mái với ý C cũng không phải rồi chờ tiếp còn ý D thì sao ý D chúng ta sẽ có cái từ sensible nghĩa là hợp lý vì cô sẽ có cái tiền tố của nó với từ insensible nghĩa là không hợp lý insensible vậy thì cô sẽ không chọn ý D do đó bằng phương pháp lại trừ cô sẽ chọn được câu đấy của chúng ta là ý A à. ý A à với cái từ sao chợ với cái từ đó là từ với từ entertaining nghĩa là gì? Có tính chất giải trí nhá. Yeah. Có cái tính chất mà gây cười Khiến cho người ta cảm thấy thoải mái, dễ chịu Vậy để với câu 20 cô chọn được ý yeah. A yeah. Sau câu 20 chuyển cho cô sang câu số 21 Chợ với cái câu số 21 chúng ta sẽ có như sau Chợ cũng tương tự như vậy Anh ấy là một người đàn ông rất là làm sao Chợ người mà nhớ cho cô như sau này Ở trong đề của bộ Thì bộ sẽ cho em một cái ngữ cảnh mà từ cái ngữ cảnh đó em hoàn toàn có thể đoán được nghĩa của từ Không cần phải tra từ đúng không? Anh ấy là một người đàn ông rất là làm sao đúng không? Chúng ta sẽ có cái từ sau này Em nhưng mà tức là dù em có dùng ngữ cảnh của câu để đoán nghĩa của từ Thì em vẫn phải biết được cái từ trong cái câu đó đúng không? Để mà em có thể dịch được cái ngữ cảnh của câu đó Đấy là lý do mà ở giai đoạn này Cô Trang Anh khuyến khích học sinh của cô Trang Anh là Học từ vựng theo sách giáo khoa Bởi vì em thử xem mà xem Đề 2019 đề 2020, đề 2021 đúng không ạ? Tất cả những cái dạng những cái từ vựng này đều lấy được trong sách giáo khoa ra. Đặc biệt là cái dạng bài đồng nghĩa và trái nghĩa, bộ lấy trọn vẹn trong sách giáo khoa, thậm chí còn lấy trong sách giáo khoa chương trình cũ cơ. Ở nhớ ở chợ trừ có mỗi bài đọc 7 câu là bộ lấy sách giáo khoa cái từ vựng nó gọi là có tính chất gọi là lưng cao một xíu thôi chứ còn những cái phần kia thì toàn từ vựng sách giáo khoa cả nên là bạn nhớ là nếu như bây giờ không biết không biết học từ vựng ở đâu ấy thì ngồi học cho cô hết 6 cái cuốn sách giáo khoa là ok rồi Với cái câu số 21 cô có từ sau Với từ stubborn nghĩa là gì? Chờ cô có từ stubborn nghĩa là ương ngạnh, nhớ ương bướng Chờ anh ấy là một người đàn ông rất là ngang ngạnh nhớ Người mà refuse Chúng ta sẽ có cái từ refuse Tù đúc sân thấy nghĩa là gì? Từ chối làm gì? Nhớ, đúng ạ? À. Nhớ cho cô hay sau này Chờ cô có cái từ refuse Tù đúc sân thấy từ chối làm gì? Người mà từ từ chối Từ chối làm sao đấy ạ Từ chối cái gì rằng là mình bị defeat Cô có cái từ đó là từ defeat Nghĩa là gì đấy ạ Với từ defeat nghĩa là đánh bại là thất bại vậy là Anh ấy là một người đàn ông Rất là ngưng, rất là ngang ngạnh Rất là ương ngạnh Nhưng mà người mà không chấp nhận Rằng là mình thua Vậy từ đó cô sẽ suy ra cái động từ sau Với động từ accept Nghĩa là chấp nhận là thừa nhận Được không ạ Vậy thì với cái câu số 21 này Em ấy chọn được đáp án của câu đấy là ý gì? Bằng phương pháp loại trừ nhá Đó ạ, nào em thử đoán cho cô xem là Với cái câu số 21 Em ấy chọn đáp án là ý gì ạ? À? Dạ, nào Với cái câu số 21 Em ấy chọn đáp án của ý gì ạ? À? Cô suy ra từ này có nghĩa là Là chấp nhận, đúng ạ Là thừa nhận, là công nhận Dạ, vậy thì bây giờ nếu mà suy như vậy Thì em sẽ chọn đáp án của câu này là ý gì đấy ạ? À? cô sẽ xét này ý a à. vậy ý a à, với từ disagree nghĩa là phản đối như vậy thì cô sẽ không chọn ý a à được đúng không ạ rồi thì còn ý b sao ý b với cái từ sau này chọn ý b cô với cái từ đó là từ với từ approve đi với giấy từ of nghĩa là tán thành nhớ hoặc là approve với hoặc là cô có cái từ là với từ approve nghĩa là gì tán thành ủng hộ cái gì vậy thì cô sẽ chọn được câu đấy của chúng ta là ý b được không ạ à? Xem chưa sao chưa Rồi tiếp này cô sẽ còn ý Giờ dạ, chúng ta à, Từ từ nhé cô phân tích cái này cô, của... cô phân tích cái này một xíu này không là sao chúng ta gặp cái Cái lết nghĩa từ vựng nâng cao chúng ta có thể làm sai câu này Cô có từ sau Với từ approve Dạ nó có nghĩa là nhờ, dạ, Nghĩa là chấp nhận Đó ạ Nhờ, dạ, nếu mà là chấp nhận thì nó sẽ đi với cái cấu trúc sau nhớ dạ. dạ, dạ, cô sẽ có cái cấu trúc như sau này với cái anh là với anh là approve of something nghĩa là chấp nhận cái gì ngoài với cái nghĩa là chấp nhận cái gì đó ra thì cô sẽ còn cái cấu trúc như sau nhá với cái anh là approve vợ với cái anh là approve something Chứ, và nếu nó đi nếu không có giới tự ập mà đến thẳng xong thì thì nó sẽ mang ý nghĩa là gì ạ là đồng ý với một cái đúng không ạ đồng ý với một cái gì đó đúng không ạ Vậy thì ở đây cô sẽ chọn đáp án là ý B là vì thế nhá Rồi tiếp tại sao mình không chọn ý C Ý C chúng ta có cái cấu trúc như sau Đó là cái cấu trúc là Chợ với cái anh là deny something nghĩa là phủ nhận cái gì Hoặc là phủ nhận là gì Vậy đây nó sẽ không thể bằng nghĩa với cái từ kia được Đúng không ạ? Thế có ý đề của chúng ta với nghĩa là lừa dối, lừa gạt nhá Vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng là với cái nghĩa là lừa, gối, lừa dối, lừa gạt thì nó sẽ không thể đi được Đúng không ạ? Chứ với cái từ deceive nghĩa là lừa gối, lừa dối, lừa gạt nó sẽ không thể bằng với cái từ chấp nhận ở trên kia được. Vậy thì với cái câu số 21 cô chọn được câu đấy là ý B em nhé. Chào em thân mến vậy là sau thời gian đúng như cô Trang Anh dự tính lúc đầu. Cô bảo cô hỗ trợ các bạn cho thời gian là một tiếng đúng không ạ? Lúc chúng ta bắt đầu học là 8 giờ 35 phút và bây giờ là 9 giờ 35 phút. Nhớ cô xin phép tạm thời chúng ta dừng ở đây, mai mình học tiếp. Nhớ này, ngày thứ tư chúng ta có 3 lịch sau. Dạ, với các bạn học sinh nhóm giải đề 8 cộng 9 cộng cô thì đặt báo thức 5 giờ sáng mai dậy học với cô. Mai cô sẽ chữa đề thi, đúng không? mai cô sẽ chữa cái phần đề thi của nhóm. Chờ dạ, 12 giờ trưa mai những bạn học tại page của cô nhớ này, 12 giờ trưa mai cô sẽ dạy cái phần về từ vựng nâng cao, em nhớ nhớ dạ, xem trước bài du cơ. Dạ, và 20 giờ 30 tối mai cô sẽ dạy nhóm tổng môn 8. Nhóm này là nhóm cho các bé mà học sinh từ 2K5, 2K6, 2K7. Đấy. Nên em nhớ cho cô như sau này Ngày mai cô Trang anh có hai lịch của nhóm kín Vì vậy mà cô chỉ gặp các bạn được lúc 12 giờ trưa mai thôi nhé Được ạ Rồi 12 giờ trưa mai học xong thì cô sẽ nhắc tiếp lịch của ngày kia em nhé là Em thân mến, vậy là buổi hỗ trợ của cô Trang anh đến đây là hết Tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào chương trình trưa mai nhé